như là trong cuộc đời Duy chưa có cái gì để gọi là yêu. Thật sự cái đó là mình không dùng kêu mà mình dùng cả cái trái tim của mình. Với em á, cái tình yêu nó không phải là bên nhau rồi lên giường với nhau hay là động phòng với nhau. Cái tình yêu bên nhau là phải chia sẻ và phải nâng đỡ với nhau, rồi phải trân trọng với nhau và phải cho nhau có những công việc ổn định thì mới là tình yêu. Xin chào, tôi là Lâm Khánh Chi. Tôi là Phi Hùng. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình First Show. Và khách mời hôm nay Khánh Chi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị, đó là một cặp đôi rất nổi tiếng trong cộng đồng LGBT và cũng rất là đẹp đôi, Đăng Khoa và Bảo Duy. Xin kính chào quý vị, mình là Hoàng Đăng Khoa. Hiện nay mình là nghệ sĩ của cặp đôi Cổ Quỳnh Long. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hồ Bảo Duy. Hiện mình đang là kinh doanh online. Hai bạn quen nhau đầu tiên là mình gặp nhau ở cái dịp nào? Hoàng Duy Duy thì trước khi mà đến với nhau là hai đứa chỉ là bạn bình thường thôi. Là bạn đi chơi bình thường hả? Bạn nói chuyện bình thường thì cũng hỏi thăm qua lại thì khoảng vào năm 2016 thì mới liên lạc nhiều hơn. Thì liên lạc với tư cách là một cái người bạn hỏi thăm qua lại thì ai hỏi thăm ai trước vậy? Bảo Duy hỏi thăm ta trước. tại vì Bảo Duy thấy Khoa lúc đó là trong thời gian đó Khoa ăn chay trường. Thì Bảo Duy cũng là một cái người ăn chay thì cũng hỏi là mình có ăn chay hay không, ăn chung nhau nè, rồi cũng mời đi ăn chay chung nhưng mà thật sự là không gặp. Chỉ sao vậy, sao lý do sao không gặp? Lý do thì mỗi người mỗi công việc khác nhau, rồi cái địa lý khác nhau nữa, tại vì mình ở Sài Gòn, Bảo Duy là ở Đà Lạt. À, Duy ở Đà Lạt. Thì cũng hỏi qua hỏi lại thì tới 2018 thì Duy có lên Sài Gòn. Duy có nhắn tin. Vì là mấy năm luôn á hả? Mấy năm rồi, hỏi qua hỏi lại mình đấy. Nói chuyện với nhau là liên lạc bằng Facebook. Facebook thôi. Và chẳng có số điện thoại luôn, tại vì mình cũng không có để ý. Sao bỗng dưng? Mình không ý là mình bạn này với mình là cái gì hết, mình chỉ nghĩ là một cái bạn bình thường hỏi thăm. Bạn bè trên Facebook thôi. Dạ đúng rồi. Khoảng giữa năm 2008 thì bạn ấy lên Sài Gòn, thì bạn ấy nhắn cho mình cái tin. Bạn đang ở đâu? Cái thì mình nói mình đang ở nhà. Bạn có bạn trai không? Gửi đi bạn trai mà thật sự lúc đó mình công việc bận lắm, mình nói là ủa bạn có bạn trai hả? Nhưng mà mình không đi được. Mình cũng trả lời thật tin là tại vì công việc nó liên tục với mình. Rồi cái mình nói là mình không đi được thì cũng không có gặp. Trong cộng đồng thì mỗi người cũng có một cái cuộc tình nhỏ. Thì Khoa lại lúc đó thì rất là buồn. Buồn buồn với cái cuộc tình chứ. Đúng rồi. Buồn thì cũng đăng lên trên Facebook của mình, mình buồn mình gì thì bạn vào chia sẻ và giống như là động viên gì đó. Động viên. Thì cũng một ngày đẹp trời bạn ấy nhắn tin nữa. Là cũng lên Sài Gòn tí mà. Đúng rồi. Nhắn tin nữa là ở đây ăn đâu thì mình ở đây ở nhà cà phê không? Thì mình thấy bạn cũng chia nhân sẻ tình, của mình nhân tình. Nhân tình. Thì mình cũng hẹn gặp cà phê thì hai đứa đi cà phê thì cũng ra ngồi uống cà phê mà thật sự là ra cà phê uống sinh tố ra kêu cà phê có uống kêu cà phê đâu, cứ kêu sinh tố ngồi uống cũng nói chuyện qua nói chuyện lại rồi có hỏi gia cảnh với nhau rồi thế là có những cái ngày hẹn hò. Và từ khi lúc mà nói chuyện với nhau lúc gặp gỡ là chắc cũng phải 2 năm hả? Dạ hơn 2 năm. Hơn 2 năm trời ơi. Tức là nói chuyện với nhau trên Facebook khoảng 2 năm rồi mới chính thức gặp nhau là đi uống cà phê. Nhưng mà lần đầu tiên hai người gặp nhau có ấn tượng gì không? Hay là gặp nhau là sau đó khi mà về là vẫn bình thường? Dạ lúc mà mới gặp thì em cũng nghĩ là chắc là bạn thôi. Xong rồi cái cũng tình cờ lắm chị, hôm đó là gặp nhau đi uống nước. Xong rồi cái qua hôm sau về tự nhiên cái em bị bệnh. Cái chân em đi không có được, xong em mới nhắn tin em nhờ kiểu như mình sống nhờ người khác nhờ ở đây chờ. Kiểu như mình nhờ giả lả thôi chị, hiểu không? Mà xong cũng nhiệt tình cũng chạy tới cũng ôm cũng ẵm đi bệnh viện. Thật sự lúc đó là... lúc đó Khoa có tình cảm chưa? Dạ chưa. À chỉ là bạn bè với nhau thôi. Tại vì Khoa trong công việc hay là trong cuộc sống á, Khoa luôn vì mọi người. Hình như là như vậy. Thì khi mà nghe Duy bị bệnh á, tại Duy bị một cái căn bệnh là thần kinh bỏ. Thì bị nhức mình không đi được và hình như là không mặc đồ được luôn. Không cử động được thì mình có chạy qua thì mình có đưa Duy đi thì giống như là một cái người bạn bình thường thôi. Thì tức là lúc đó Duy ở nhà có gia đình giúp đỡ hay là chỉ giờ một là Duy đó có Duy đang ở nhà của một cái người bạn. Duy lên Sài Gòn mà. Duy lên Sài Gòn ở nhà một người bạn thì Duy bị thay đổi thời tiết, Duy bị bệnh. Thì lúc đó mình cũng qua thì cũng chở đi rồi mình cũng nói thôi để ngày mai anh chạy qua anh chở em đi lên cái chỗ này chỗ kia, tại vì mình đã từng tập vũ đạo, mình đã từng chấn thương, mình đã từng bị những như vậy thì mình biết được cái chỗ rất là tốt. Thì mình cũng đưa Duy đi, cũng đưa Duy về, cũng thời gian ít nhất cũng khoảng là nửa tháng. Hình như là cũng chưa có cái tình cảm nhiều. Rồi Duy cho anh hỏi nè, lúc mà hai người gặp nhau á thì ai là người có tình cảm trước khi mà mình đã xác định là thích bạn đó? Hình như là hơi lâu một xíu anh.
kiểu như là cứ bạn bè còn thôi, cưa, chứ cái gì mà tình cảm thì vẫn chưa có. Tại vì nói chuyện với ảnh thì nói rất là lâu rồi, giữa năm 2016 là em có coi một cái bài hát của ảnh rất là nổi tiếng, đó là cái bài Con Đò Lỡ Hẹn. Tự nhiên em nghe xong cái kiểu như mình thích cái thích cái bài đó, sau rồi em mới nhắn tin qua Facebook. Chắc còn phải thích người hát ở đâu mà thì mình có mà tất nhiên là mình phải có mình thích người hát đó rồi, mình thích người hát chứ, thích được chứ. Rồi bây giờ cho chị hỏi nè, điều gì mà khiến hai bạn thích nhau và đến với nhau? Cảm giác là em thấy ảnh là một con người tốt, ảnh lo cho gia đình, ảnh nặng gánh có hiếu đình. Dạ. Chính vì có hiếu nên dạ, nên em thương Hoa đúng không? Dạ đúng rồi, anh đối xử với em cũng rất là tốt. Với đây ba má em thì còn một mình em thôi, nhưng anh cũng đối xử ba má của em y như là ba má của anh vậy đó, cho nên thương lắm, chu đáo đó. Dạ, xuất sắc cái động này, ngon ngon lắm, cực kỳ luôn. Vậy hả? Khi mà biết được cái hoàn cảnh của Di thì vào cái Tết là hai đứa có thể là hình như là không có gặp nhau luôn, và là do tin nhắn xa cách mà Hoa đi diễn, đi làm, đi diễn rồi có những tin chắc tin nhắn giận hờn rồi trách móc nữa, thì hình như là hai đứa quyết định không đến với nhau. À, là quen rồi sau đó quyết định chia tay, mà thật sự lúc đó là chưa về nhà chung nha. Chỉ là nhắn tin giống như là trai gái thiệt gì đó. Thiệt, giống như là nhắn tin như trai gái thiệt à. Chỉ là thôi bây giờ mình không có đến với nhau được, chia tay mình. Mà lý do là hồi hiểu lầm ghen tuông phải không? Sao phải hiểu lầm, chỉ có một câu thôi. Tại vì Khoa với Di hoàn toàn trái ngược nhau. Khoa thì xin lỗi, không phải là kẻ xấu nha, nhưng mà mình nói bằng cái trái tim của mình là Khoa thì không dùng rượu bia và không hút thuốc. Di lại hoàn toàn cái đó. Thì mình thử bạn ấy một câu thôi, thì bạn ấy cũng dở với mình, nhưng mình lại nghĩ thiệt, mình làm cái người cầu toàn, mình từ công việc và tới cả gia đình luôn, thì mình rất là trân trọng. Tuy là gia đình, dù là gia đình bên Duy hay gia đình mình vẫn trân trọng ba mẹ như là. Rồi em thử làm sao? Thì mình nói là thôi em bỏ thuốc đi. Biết em trả lời sao không chị? Anh nói là sao? Tại bỏ anh thì em không bỏ thuốc. Mà thật sự nếu mà thật sự chị nói nghe, cái câu mà nói kia người ta bỏ thuốc chừng khi nào lúc đó mà nó quá sâu đậm về chung ở một nhà. Dạ. Thì cái câu của nó cái câu nói đó nó cũng chia sẻ với chị Di này cũng là tại thật sự là mình muốn bạn tốt. Mình nè, muốn bạn có sức khỏe. Ở đây. Lấy nhau rồi ha, đẻ con rồi ha, 3 năm rồi ha mà kêu bỏ thuốc vẫn chưa bỏ được đó. Nhưng không dám nói câu là vậy thôi. Lúc đó bị sốc lắm chị. Sốc là tại vì thật sự là mình muốn bạn khỏe, bạn tốt. Tại vì bạn từ nhỏ mình đã tìm hiểu được, mình mới đến với bạn thì gia đình của bạn rất là cực. Duy cho anh hỏi nè, sau chuyện đó thì khoảng bao lâu hai người mới tái hợp lại? Hình như là không nói chuyện với nhau mấy tháng trời á. Mấy tháng trời? Dạ. Tức là không liên lạc Facebook, không gì đó. Là coi như là chia tay đó, chắc chắn đó. Không cùng quan điểm đó. Chia tay đó. Khoa diễn cái Tết ở Happyland, diễn xong cái Tết thì vào ngày mùng 6 Tết. Giống như là mình có cảm giác nhớ rồi. Nó từ từ vậy. Nghĩ đến người đó. Em bất chợt đã bất chợt nhớ tới nhắn tin. Không nhắn tin luôn. Không. Nhớ thôi không nhắn tin. Không nhắn tin. Đi từ Sài Gòn đi về Di Linh luôn. Là ngay dịp Tết hả? Tức là đi một cách bất ngờ. Là vừa làm xong Tết. Là vừa làm xong vào buổi 6 Tết là em đã hết lịch của em. Là rảnh rồi. Là em đi từ Sài Gòn về Di Linh luôn. Lúc đó đi trong lòng cứ nghĩ không biết có nhà không đúng mình không? Mình tưởng là mình xuống dưới có ai đó mình không? Rồi mình xuống dưới có người ta vui không? Tại vì chưa gặp mặt ba mẹ lần nào. Là chỉ qua tin nhắn rồi qua những cái lần mà gọi video Duy cho mình thấy ba mẹ thôi. Thì xuống nhà sáng mùng 6 Tết là 4 giờ khuya. Đó, mà không báo người ta gì hết nè. Rồi Duy cảm xúc của em đó như thế nào Duy? Khi mà gặp Hoa làm sao? Kiểu như nó vừa tức vừa mừng á chị. Mà lúc đó chưa quen hết hả? Dạ. Trời ơi, cũng chung tình quá ha. Trời là thương đó, năm nay là chờ đó. Khi mà về tới nhà thì ba mẹ cũng vui lắm, lúc đó ba mẹ không biết. Thật sự là chưa cho ba mẹ biết là hai đứa quen nhau dấu. Thì ba mẹ cứ nghĩ là một cái bạn đồng nghiệp hay là một cái bạn làm việc ở trên Sài Gòn xuống thôi. Thì cái thời gian ở dưới Di Linh là tới 15 Tết là mình làm 9 ngày. Từ mùng 6 mùng 6 tới 15 là 9 ngày. Thì những ngày đó thì Khoa chỗ tài, tại vì Khoa được cái biệt danh là nói ăn rất là ngon. Hình như là mình muốn chinh phục một cái điểm gì đó là mình tung chiêu ra. Mình phải có một cái biệt tài nhỏ, kiểu như là dụ ba má. Tung chiêu ra đó. Thì tung chiêu ra. Mình hiểu được là những người lớn sẽ thích gì. Và những người lớn đang cần cái gì ở nói chung là chơi tâm lý đó.
Thật sự cái đó là mình không dùng kêu mà mình dùng cả cái trái tim của mình. Khi mà ba mẹ hiểu được con cái mình làm như vậy á, ba mẹ cũng chạnh lòng. Nhưng mà ba mẹ nhìn lại cái đoạn đường mà con cái mình đi qua không làm gì sai hết, thì cái chạnh lòng đó không có gì nào quá đáng hết. Thì mình mới nấu ăn rồi mình cũng đi chợ với ba, cũng đi chợ với mẹ, và hình như là tất cả công việc ở nhà mình chung lo hết, mình phụ nhiệm phụ hết trong cái lòng tay của mình. Thì từ đó cái tình cảm ba mẹ mới dành cho mình nó sâu đậm hơn. Trong 9 ngày đó thì có cái gì không? Dạ không. Có lên giường không? Ngủ chung nhà, ngủ chung phòng. Ngủ chung phòng mà không lên giường. Thật sự cái này là chia sẻ thật. Tại sao? Tại vì ở dưới quê á, nó không giống như trên Sài Gòn. Ở trên Sài Gòn thì mình cái phòng cách âm thì mỗi phòng nó đều khác nhau hết. Mà hai người ngủ chung giường luôn hả? Ở dưới quê thì ba mẹ ngủ sát bên, chỉ sát có một cái dách mà cái dách mà dách đất á. Mỏng lét luôn hả? Thì nếu mà mình gõ quẹ bên đây ba mẹ cũng nghe. Hình như là hai đứa là chỉ giống như là vui lắm, là tại vì hình như là xa cách nhau cũng khoảng mấy tháng rồi mà không nhắn tin gì hết, chỉ nói là lên thăm hỏi là khỏe không, có khỏe không, sức khỏe thế nào, rồi ở trên đây lạnh quá rồi có giữ ấm cơ thể không, đủ hồi hết. Hình như là chỉ có nắm tay thôi. Đúng. Ai nắm tay chứ gì, khoa nắm tay là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau lại trên nhà, trời giống gái trai gái gì vậy trời. Chuyện tối ngủ thì cho anh hỏi tránh gì xíu nè, vậy khi nào cái lần đầu tiên mà chính thức hai người có cái chuyện tranh gối với nhau là khi nào? Chính thức là lúc đó nhà Duy khó khăn thì cái nhà ở Di Linh đó thì phải bán đi thì mới hai đứa cũng chạy đi coi nhà để cho ba mẹ có một cái chỗ ở yên tâm, tại vì ba mẹ cũng lớn rồi. Anh chị thì có gia đình thì ở riêng hết. Khoa thì chở ba Duy chở mẹ thì mới chạy xuống nhà coi. Thì vừa đi trên đường thì mình hỏi trong cuộc đời em cái gì vui nhất, thì Duy nói là như là trong cuộc đời Duy chưa có cái gì để gọi là vui, chưa có một cái ngày sinh nhật đáng nhớ. Thì lúc đó mình cũng không có suy nghĩ là mình với Duy sẽ có một cái cuộc tình kéo dài, và mình với Duy cũng chẳng có một cái lễ hội cưới hay một cái đám cưới gì để gọi là cho gia đình vui. Thì mình mới nói Duy là nếu có một cái điều vui, em muốn điều vui gì, thì Duy nói là không có gia đình nhỏ. Thì lúc đó em mới quyết định là có cuộc sống đi. Nhưng mà nè, cho chị hỏi cái này nè, hồi nãy chưa đào sau là vấn đề khi mà lên giường là ai ngỏ lời chủ động cái vấn đề đó trước, tại vì hai bạn là quen nhau là tình cảm trước, còn cái chuyện lên giường là sao? Cái chuyện đó là bắt buộc là người đàn ông phải chủ động trước, rồi em là chủ động trước. À, làm mỗi lần luôn. Tại vì mình khi mà mình ngọt, mình chủ động trước, mình nắm tình hình trước, đúng không? Mình phải thấm thế cờ trước. Chín mùi rồi. Không, cho anh hỏi nữa nè. Bây giờ em cái em rù rì Duy, hay là em nói thẳng vấn đề luôn? Em nói thẳng vấn đề là bây giờ anh như vậy. Anh muốn gì vậy? Anh muốn là cái thời gian mình như vậy. Em dập thẳng một kế hoạch. Tại vì mình không phải là mình rù rì nữa, mà mình dập thẳng một cái đường đi. Đúng rồi, đúng rồi. Một cái đoạn đường đi trong gai. Không phải là hoa hồng không đâu. Tại vì khi mà hai đứa đến với nhau á, dư luận rồi xã hội gia đình nữa. Ba mẹ Duy thì sợ mình là nghệ sĩ, rồi mình người ta nói tới luôn rồi. Thì rất là sợ. Thì mình cứ nghĩ là không. Con cứ bình thường. Con cứ sống tốt như bao người. Con cũng làm việc và con cũng hy sinh, con cũng tất cả những gì gia đình hết. Thì bây giờ là con có một cái niềm vui con, nó chính đáng thôi. Khoa là cái người rất là cầu toàn, hình như là khó trong tất cả mọi việc. Khi mà làm việc mà mỗi lần nghe tính tên Khoa là các bạn làm rồi không phải khó vô. Nên cả trong cái chuyện vợ chồng cũng vậy. Thì khi mà quyết định với Duy rồi thì chỉ là Duy. Có nhiều người nói mình đào hoa, có nhiều người nói mình là cộng đồng LGBT sẽ đào hoa, sẽ hào hoa và sẽ lăng nhăng. Đúng rồi, chính xác vậy. Nhưng mà phải chứng minh rằng chẳng có gì thay đổi được khi mình quyết định một người là một người. Duy thì không nhõng nhẽo, Duy thì bản tính rất là gọi là chuẩn chạc so với cái tuổi của Duy. Hình như Duy không có yêu cầu một cái gì gọi là hoàn hảo hết. Tại vì với cuộc sống này đã có một cái gia đình như vậy là đã hoàn hảo rồi. Chưa chắc là những người con trai con gái mà có được cái gia đình hoàn hảo. Mà khi mình đã khiếm khuyết một cái điều gì đó mà mình có một cái gia đình như vậy thì mình phải trân trọng đó. Gia đình của chồng em đối xử với em như thế nào? Kiểu như lần đầu thì mấy chị cũng e dè. Chừng một tháng anh hả? Thương em hơn ổng luôn.
Bây giờ thương lắm. Bây giờ là cái gì cũng phải cho... gọi cho em hết á. Không muốn gọi cho dâu là kêu bằng ở nhà tên tên nickname gọi là dâu. Bé dâu á. Bé dâu. Nấu ăn gì cũng đi cho bé dâu. Rồi cái mình ra thì họ đập nó hay. Nhưng mà mình cảm thấy được cái sự nó đồng ấm. Tại vì gia đình mà như chị Chi đã từng được có hạnh phúc đó, chị Chi cảm giác được cái mình đi lần người yêu mình mà được thương mình rất là sung sướng, mặc dù mình ra rìa mình vẫn muốn vậy. Rồi hai người có dự định gì trong tương lai không? Tương lai thì Duy đang có một cái shop online kinh doanh, thì Khoa đang cố gắng tạo cho Duy một cái nền tảng vững chắc để Duy có một cái shop hiện hữu luôn, để mình có thể là mình tự làm chủ bản thân mình và tự làm chủ được thời gian của mình. Cứ ước mơ gì không? Ước mơ ước mơ chứ, ước mơ là sẽ có được một đứa con nè. Đó. Cái đó ước mơ của Duy đầu tiên nhất. Lúc đó thì Khoa cũng ngần ngại lắm, Khoa nói bây giờ cái thời buổi này mình có một đứa con, mình giống như là mình có một cái tài sản như mình phải bảo vệ nó. Chứ mình có đứa con rồi mình đi làm suốt ngày hai đứa đầu tắt mặt tối, mình không lo được cho nó thì nó còn khổ từng nghiệp nó hơn nữa. Thì ước mơ của Duy là phải có một đứa con để sau này có người bưng chà rót nước đủ thứ loại hết á. Bữa em nói là kiểu như là chừng cực chừng 3 năm là nó rót được cho mình ly nước rồi, lúc đó là mình được nhờ rồi đó. Kiểu như là con nít mà chừng 3 năm thì mình cực trong chừng 3 nhưng năm. Nhưng mà khi rồi. Mà con mình có cho mình một ly nước mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ, giống chị Chi gì đó. Bây giờ con chị chưa rót nước được. Chưa rót nước được hả? Mà tại anh chị đó, tại cái anh chị đang phun trào một cái hạnh phúc rất là viên mãn. Nên tất cả những người yêu nhau của cặp đôi ACBT đều rất là ngưỡng mộ cái hạnh phúc này. À, chị thấy mặt chương trình xin chúc hai em có một em bé trong thời gian sớm nhất. Và 2 năm sau thì em bé sẽ góp trà cho em giống như mà cứ mơ em hai em đang mong ước, và chúc cho cái điều ước đó sớm mau thành hiện thực. Cảm ơn anh chị. Kính thưa quý vị, chương trình First Show xin được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.